phải chừng dập tay nha. Ủa em gom, Út kêu dục cái đó hồi nãy giờ rồi mà em gom sao kỳ vậy ta? Vậy nó có hạt dơ lắm á. Hả? Nó nhà nhỏ không? Ừ, ngọt không? Ngọt. Ồ, biết ăn luôn ta. Mà đập coi chừng dơ lắm á nha. Để Út chỉ cho làm. Đi đi. Nè, nó phải tước ra nè. Tước sao? Đi là Út nó nghe rồi, theo mang dép ai à? Nhiếp của ngoại á. Ê, còn đây là một cái cây. Hay quá. Rồi thấy rồi, đi Đà Nẵng đi. Đây là miếng giỏi đây, em có miếng cho anh hai chưa, đi về được chưa? Con đi về chứ. Gì trời ơi, đi về mới đi về chung chứ. Ngoài chú tụng thích ra mày cũng chứ 40 mấy rồi. Quên rồi. Rồi đứng này đi về nè, nhanh lên nè, 1 2 3 này lên đó. Anh lấy giày kêu biết giờ làm ăn. Xách ghế về luôn nha. Rồi nè, xong rồi phải gom cho sạch sẽ vô nè, để bài tùm lum ông ba quýnh bây giờ đó. Gom xả tùm lum phải dẹp cho trong đó cho Út nha. Ủa vậy nhưng mà con làm chữ xong con đem mấy cái này về.
Chị xả xả rác vô nhà hai chị. Không. Nha, rồi dọn dẹp đi về lẹ nè. Ngoài xong rồi đó, bây giờ đi bỏ nha. Bỏ bỏ cái này qua một bên. Bỏ cái nào qua một bên? Cái này chiều chiều lận tiếp đúng không bây giờ? Cái nào con lặt rồi con đem về con chơi thì con cầm về. Còn cái nào không có cầm về thì đem bỏ vô ngay chỗ đó cho nó gọn gàng. Đó đó, dục vô đó. Rồi lượm hết mấy cái đó luôn. Có chừng kìa thấy chưa? Đây lên về cái này. Lấy miếng. Lấy miếng nữa. Trời ơi, dục gọn gọn vô. Còn rồi. Ai đem mấy cái đó về chứ nó chưa làm xong mà điện. Cái này nữa nè. Chọn hết vô. Ủa con sao không chịu không chịu cột tóc lên. Rồi đi. Xách ghế về. Xin chưa máy bay đi. Gì gì nói gì nói gì? Làm gì? Bị máy bay chưa? Anh bay. Làm gì?